Hello, what's up? Hi, xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của người khác chứ không phải là của mình nha mọi người. Đây là một channel lồn, chuyên lồn về thời loạn nha mọi người. Tuy là rất là cố gắng nhưng mà người cha này cũng chỉ được hai mấy ngày đăng ký thôi, rất là cố gắng, thật sự là cố gắng luôn á. Lúc mình cũng lồn, cũng vì đam mê thôi chứ không có tiền bỏ khác. Nói chung đa số anh em lồn lồn cho vui thôi, nhưng mà cái này lồn rất là được, chơi rất là ham. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ kênh này nha anh em. Đánh cũng được đấy. Hy vọng là người chơi kênh của tụi Mobile này sẽ cố gắng ra thật nhiều clip cho anh em mình cùng xem nè. Còn tôi thì lâu lâu tôi mới lộn thôi. Cả một hai ngày á tôi sẽ lộn. Do là mát công bằng công việc hạt rất là nhiều anh em ạ. Ok. Kênh của tụi Mobile thì mình có để link dưới phần mô tả ấy. Link kênh dưới phần mô tả. Ok. Còn anh em nào không biết phần mô tả thì có thể lên tìm kiếm cài của thủ mobile, nó sẽ ra thôi đó. Đây cái của thủ mobile nha anh em, những video này đều có nó hết, đều có tiếng nói đó, có rất là nhiều nhưng mà do là tôi cũng không biết nó sẽ mặc ở phía sau thôi. Có rất nhiều video này. Ok anh em, mình đã chờ rồi đúng không? Thì giờ khỏi chờ. Ok, hôm sau khoảng chờ ha. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình là Đạo Xanh Xanh. Ok. Đó, anh em có gì anh em qua đó ủng hộ Hảo nha. Cũng lộn như tôi thôi. Đam mê thôi, không mất tiền bọt cái Facebook tên gì vậy? Tên niên ở tên Facebook tên gì vậy? Thì anh em cứ truy cập vào phần mô tả mấy cái video phía trước ấy, phía trước nữa ấy, cách cỡ 4 video đó có phần có link Facebook mà. Do mấy cái video gần đây thì tôi quên bỏ cái link Facebook vô mất. Mấy video gần đây thì tôi quên bỏ, chưa bỏ, quên bỏ. Anh em cứ vô đó lục tìm link Facebook ra phần mô tả ấy, tôi có để gì đấy. Không vô đó mà tìm nha. Ok. Bây giờ tôi sẽ phá cho coi. Qua luôn. Bóng. À, không sao. Cũng đã là hai anh em. Đỡ hơn hai anh. Hai anh nó mày lá. Hai anh nó ức chế đến từng cm luôn. Ủa, tấp 1.3 rồi nè anh em. Tấp 1.3 rồi. Ghê quá nhờ. Tôi định lấy tức 1 mà tôi đã lấy tức dưới không thành công à. Nhìn này đánh bơm 3 quỷ lửa là tôi quên. Kỳ sĩ Phúc Sư. Kỳ sĩ Phúc Sư này, Phúc Sư Phúc Sư bả tốm gì đó. Kỳ sĩ cái màu nó giống nhau à, tôi không biết được. Là kỳ sĩ máy luôn, thề luôn. Cái gác nó là hòn hổ. Đó, anh em thấy cái gác không? Hợp lý không? Hợp lý luôn đấy. Ồ, cái gì? Gì? Linh hội. Linh hội tao hè cực mạnh. Tôi cũng lạ lên linh hội cho con quỷ lửa. Thua. Nhưng cũng khó ha. Linh hội cho quỷ lửa kìa anh em ơi. Anh em chỉ cần cắt gác thì sẽ vô, bữa sau tôi sẽ chạy anh em. Cắt gác anh em vô tra nha. Bây giờ thì xem người ta đánh rồi. Với tôi đánh toàn rồi anh em ơi. Khác luôn á. Chạch. Còn cũng bo cũng bị sĩ đó nhưng mà nó cũng yếu máu à. What? Không. Lắc nhẹ. Lắc sương sương. Tóc hè tốn đánh nè. Tuấn đánh top 2 nè. Ghê à. Rồng nữa không? Biết mà. Đánh lẹ đánh rồng. Tuấn lẹ đánh rồng rồi mọi người ơi. Tuấn lẹ đánh rồng rồi mọi người ơi. Tuấn rồng 6 mọi người ơi. Đùng. Thống nha. Nữ cài đi. Và đó, về trái 4 nó thống đấy. Phá quỷ được nhà chính nè.
Ủa nó đi chung thế nhỉ? Phương Rồng nó sẽ bom sướng luôn, nó bén sướng luôn em, nó bén thấu luôn á. Ồ à, không chiến bom hay tôi lạc nha, tôi lạc để cho người khác vào chiến cho vui, chơi game không chiến bom vậy trời. Ồ nhà này cũng cứng và tốn tốn đánh rồng thế ra. Nhà này tốn cứng lắm tốn ơi, đánh bom ba quỷ lửa thì đâu mà. Tiếp tục nhờ số bò. Ồ đánh là chiến thuật gì đây, vứt qua. Ồ rồng con kìa anh em, anh em đang lần theo đánh rồng con theo người này chơi này, tôi không biết rồng con cấp máy nữa, nó có màu nó giống nhau vẽ liền luôn. Nếu mà mấy con tướng khó thì tôi có thể phân biệt được, nhưng mà rồng con thì khó phân biệt lắm. Bữa trước thì nâng rồng hậu hồi chờ sau tôi lục clip thì đó là răng rồng nha anh em, rồng đó là răng răng đen đồng sáo là 150 giờ đen nha, do là đậu xanh năng lao loại quen. Cảm ơn bọn người cha đó đã nói là cảm ơn người cha đó bố của tôi biết chứ kẹo nó tôi lừa đổ nữa, do là tôi năng lắc là lao, tôi năng lao lét là lao rồi nên tôi cũng không nhớ nữa, tôi chỉ nói đẻ thôi. Ok tôi xe rồi, cho xin lỗi mấy ông nha. Năng lên đồng sáo thì 150 coi vào đen nha. Bớt sổ lậu nghe. Ok tôi sẽ bớt nó sổ lại. Ok còn he rồng kìa, hay quá, đánh có chiến thuật quả liền đây. Nhưng anh em đánh dần dần là được rồi, nó nhận càng cho nó vô hết trang rồi rồi. Quỳnh mà sao khá là ghê đấy, tôi sao tôi test cho mà không coi. Có sờ bèo đoàn quần mới đánh nha, không có sờ bèo đừng đánh. Ngạc nhị hệ cờ bò của chúng tôi đánh về con gì đây, út quà tưởng chưa thấy quần quân quân người ta đánh lính đâu ta, sao chúng thấy lính ta. À vụ lính à, vụ lính nha. Bùm bùm ba quỷ lửa nó có lính hậu kìa, bùng bạo cái lửa, bùng bạo cái lửa của chúng tôi. Ủa, nó vô tranh nó xích luôn, tôi không thấy vậy. Nhưng mà nó có mùi lửa rất là trao, tôi chỉ biết vậy thôi. Bùng, bùng. Nhờ này bùng bùng bạo cái lửa sướng luôn em, sướng, nó thật là sướng luôn ấy. Bởi vì là nó có mấy công trình nó để chỉ một chồn thôi, thoải mái luôn, thoải mái đánh luôn á. Nó còn rồng thì nó giữ không được bao nhiêu đâu. Đây này cũng còn một rồng, còn một hero rồi, một vua một hạo. Wow được được được, tăng được tăng được, căng được, một vua một hạo một hero căng nổi. Hay này hay này hay ngay hay ngay hay ngay hay anh đi đánh hay ngay. Mà không là anh ái ngay, mà không là anh ái ngay, anh ái thì anh em biết anh gì đó, mà không là anh ái ngay. Ok bro ông anh Phương đánh nè, từng cái chiến thuật bảo pháp sư, pháp sư để pháp sư. Ủa bên tôi có nhiều nhà 11 vậy luôn hả? Để pháp sư không vậy? Kỳ sĩ. Wow kỳ sĩ. Anh em các gác anh đi vô phía trang đi anh em ơi. Anh em các gác mình xin nó đánh ở bên này nè. Đó xin nó chạy qua nó biết luôn anh em. Nó chạy qua phía này luôn nè. Đó nó chạy qua nè. Nó tốn thời gian anh em đánh nó chạy qua nó. Nó đâu qua nó lọt qua một con đó.
nó qua một con thú sơn nè, là nó vô tiến trang, nó vô không không đủ quân, anh em hiểu không? Vô tiến trang không đủ quân là thành ra là toàn sương sương. Toàn sương sương, chúng tôi toàn sương sương chúng tôi. Nó ra đây là hai con, nếu nó ra nó đánh là hai con húc sư rồi, cũng là một kỵ sĩ rồi. Nếu mà nã nó đánh vô bên trang này thì nó phá được cái nhà vệ binh rồi. Chứ nó giờ nó roi nhà vệ binh anh em đánh không được đâu. Nó có một rồng con nó vỏ cho về, vỏ là coi như là húc sư cũng lên bọn đó. Húc sư chỉ đâu nổi, nó ra nó nhỏ he nhỏ à, rồi ra đi tìm đường cứu nước. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình. Anh em thấy hay cho xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye nha.